đó là cảm nhận. Cảm nhận với cảm nhận gì? Ví dụ một cái nha, ví dụ cảm nhận một hồn khi bị accident, khi em cảm nhận mình thấy rõ ràng xe cái ăn cái tiếng có chiếc xe, khi em cảm nhận được, giờ cái một hồn đó nó cũng ra như vậy. Thế là cái ăn xong rồi chạy xước qua sườn rồi xe tiêu hết rồi con chơi chạy tới ra mình thấy mình kể một cái mình cũng không thể thì anh có những cái gì mà nó cụ thể một chút nữa không? Nó không có được gì đâu, mình chưa đến đó đâu, nhưng mà mình có một ông thầy dẫn dạy cho mình hai nữa là rất là thông minh, rất là sáng suốt, bản thân mình tôn thành á, tập luyện rất là thông minh. Ai là hồn của anh là thầy tám? Cái này tôi không dám nói là ai. Nhưng mà bản thân tôi, từ ngày tôi tu cái pháp này, tôi thấy tôi rất là thông minh. À, sáng suốt ra. Đúng, sức khỏe tôi rất là tốt. Đúng rồi, thầy. Một cái là đôi lần nữa, thấy anh nói chuyện đến giờ rất mạnh khỏe. Hai là sáng suốt, chị em nói là, chứ đó là đôi lần nữa là mình thấy mà xưa mình không biết. Mình nghi ngờ hay mình có hỏi ý kiến, thì bây giờ anh tự tin. Đúng. Tôi tự tin cái pháp này, tôi tự tin chỗ tác. Dạ, tự tin theo cái khả năng tự tin khả năng của tôi đúng đúng pháp. Dạ. Rồi về công việc thì giống như tâm linh là ngay những lúc thì ánh sáng hay xuất hồn mới gửi hay cái dẫn chặn với cái việc đó thì anh có hay không? Xin, có xin miễn bàn. À, miễn bàn hả? Miễn bàn tôi nói chuyện nói qua miễn bàn. Dạ. Cậu cái nói rồi. Dạ. Ai tu nấy hiểu. Dạ. Ai ăn nấy no. Dạ. Tự mình cảm nhận. Dạ. Còn không mình nói mình được, ta bắt mình biểu diễn làm được rồi. Dạ, không có vấn đề, nhưng mà anh bắt biểu diễn thì không có tu đâu. Hỏi anh vậy chứ, trong cái suốt thời gian anh tu á, từ năm 75 tới giờ khoảng từ 40 năm rồi đó, anh có bị thử thách. Vậy anh ai tu cũng được, thử thách là điều luyện đó mà. Anh có nhiều không? Thích cái việc nhiều không? Hay là cái dữ liệu tu chứ sụn sẻ quá. Tôi ngờ tôi không gặp những hết tự động, nó tiến tới tự động rồi đó. Dễ dàng. Nói cái này tôi đối với ai tôi không biết. Nhưng có những năm đầu nãy tôi đã nói trước chị rồi, trong 6 năm đầu hồi tôi còn trẻ tôi rất là sợ bị trùng lắm á. Rồi sau này khi mà nghe đọc lại chân lý của cậu nói, của thầy nói, thì tôi đọc rất rõ ràng, tôi rất là tỉnh, không tỉnh nặng vấn đề này. Không có gì làm được gì tôi. Có nghĩa là tôi đường thẳng mà đi, mà tôi cảm thấy là cơ thể tôi rất khó, tôi rất thông minh, không ít cái bệnh hờn và ít dân chân gà, dân dân phải nói là thôi không thể. Đó là kết quả, còn khi nói anh là thử thách đó. Thì tôi đã nói chuyện rồi, tôi không có bị thử thách gì nữa hết. Thì tôi đã nhận định đúng rồi, đi đúng rồi. Không, bây giờ không còn thử thách gì nữa hết, mà trong quá trình bằng 40 năm đó, anh có bị nhiều thử thách hay không? Và anh vượt qua cái dễ dàng hay không? Hay là anh nói em không thử thách, đã nói là chuyện mà 40 năm đã qua đó. Nếu nói trong cái tiền định về tu đạo, với cậu tám, cái thầy tổ thì tôi không bị thì sao là tôi không về tôi rõ ràng thì tôi đã nghiên cứu nhiều cách pháp rồi, nghiên cứu nhiều khoa học rồi, tức là không có bị hoàn cảnh là ân sư cho nó điêu luyện mình chắc đến cái xuống hả, không có bị qua Nguyễn Phong Quang bị gặp những cái chuyện mà giống như là ma quỷ không có cái đó tôi không dám nói. Dạ, tôi không dám nói cái này, nhưng mà nếu ai nói thì cái đó chuyện của người ta. Dạ. Thì của người ta tôi không nên đặt chất. Dạ. Đó là người tập vừa tập đi đúng tập tất cả đều là thật. Thôi thì tới là cậu tình trạng một xíu. Dạ. Từ hồi anh bắt đầu cái việc tập bố Việt Nam cũng là thầy lần nào chưa? Chưa, yeah, tôi đã nói chuyện, tôi chỉ gặp cậu Tư lúc kinh tiền một lần ở Sài Gòn. Thầy thì là thầy của thầy đó, đúng, cậu Tư đó. Đúng, cậu Tư đó. Gặp con bước thầy một lần. Đúng. Rồi thôi. Thôi. Trong tử hình cũng không gặp ai hết hả? À, không. Còn nếu nói muốn tới thầy thì giờ thấy nhắm mắt lại thấy rồi. Vô đến điều kiện đó nó quan tưởng là tôi không là những chỗ này. Yeah. Muốn thấy nhắm mắt thấy à? Dạ. Yeah. Vậy thôi. Yeah. Đó. Thành ra cái chuyện là thầy ra đi, ông Tư ra đi, không ảnh hưởng gì cho anh hết. Yeah. Anh có bị biết hòn bằng thầy thì mình có thầy. Giờ không có thầy thì cái kiếm người nào khác mà có thầy. Nếu nào có thầy mới được thì anh không có cái nhu cầu là có một ông thầy đứng đi. Có như thế này. Trần là trần bạn, chẳng hạn như cái trần anh mời, trần giang, những bạn bè tôi, những người anh, những Sài Gòn, nhiều anh, để tham khảo, để nghiên cứu thêm cái gì hay mình học. Thầy đã nói rồi, cậu ta đã nói rồi, tự tu, tự chấn, chỉ huynh đệ với nhau. Anh có thấy cái nhu cầu là mình phải, chẳng hạn như mỗi chuyến giờ khi lâu lâu, có cái điều kiện phải họp mặt với nhau, để mà cho nó kinh nghiệm tôi học không, thôi đã mới đủ tôi tiến quản được cả nhà, rồi tôi được rồi. Cái này tôi nên.
nên tụ họp lại đó. Đúng, đúng. Dạ, tụ họp được khoảng thế nào? Mỗi tuần một lần hay là ba tháng một lần hay là dạ ba tháng một lần? Cái này thì chưa, tôi cũng chờ anh mời với thời gian. Bởi vì tôi giờ nào giờ tôi đọc học chúng em rồi. Dạ. Thì bây giờ nếu tôi cũng muốn cần anh em phải gom lại. Dạ. Để chia sẻ cùng nhau để nói những cái điều hay gì đó. Chứng trận thôi, chứng thực hiện. Đó, mà tôi chuẩn bị thực hiện. Rồi, bây giờ anh ở đóng đâu thì anh đi, lúc mà đi trình diễn thì đá thì khắp nơi. Rồi cái hành anh nói bây giờ nó Sóc Trăng, tức là bây giờ anh ở tại cái cơ sở này hay là anh ở gần gần đây thì sao? Tôi ở tại thành phố Sóc Trăng, tôi đang làm khám nghề chữa bệnh và đi dạy yoga. Rồi anh còn giải thích gì khác mà vấn đề mà khám bệnh cái này thì hình như là chưa dám. Chưa dám. Mấy người cái cửa phòng mà anh có truyền pháp tư duy cho họ không? Tôi chỉ nói thì... Chỉ truyền cho ra thôi. Không. Mình chỉ nói là tôi cứ dạy hướng thở, nó hít thở chứ này như là hít thở là pháp luân hay là khái dinh dẫn dạy cho đúng. Tôi hít vô giống như cậu vậy đó. Là giống như là thiền dưỡng sinh cho sức khỏe. Nhưng mà mình nói là như cậu à, dạ. Pháp lý điều khiển đó, nói rõ ràng á. Đúng, thì mà có nói là đây là pháp lý vô vi cho học thường lý Phật Pháp. Rồi, vâng, mình cũng không dám nói. Dạ. Vì mình làm việc như thế nào hết. Đời đạo song tu, anh thấy là anh chứa bệnh, anh có thuyết trưởng của anh vô, nó cản trở với cái đường hành pháp của mình không? Mình là cử trưởng của Thanh, mỗi ngày nếu mình cái bệnh cứ lướt được vô, đó là giải ra. Nếu mà anh nói coi được vui bao nhiêu tuổi thì thu được rồi, thì lúc đó thì cần là càng ngày nó càng thanh nhiều hơn thì không cần phải biết được vấn đề, nhưng nghĩ là cái chuyện mình đời là sống tu như thế nào cho theo cái quan điểm của tôi á, tập với khoa học á thì không cần tốn cứ ngồi cho đúng đi, nó thở cho đúng đi, làm theo tội cho đúng đi thì nó như vậy là ban ngày cứ tha hồ mà đó, được không có thành sợ, không có sợ. Nếu chưa chẳng ngồi được cứ tiếp tục ngồi. Dạ, tức là nhật anh nhân trợ không có nghĩ chuyện về hương, bây giờ đang tiếp tục rồi. Anh đang có cái phòng đặc riêng không? Có một cái phòng gì khác phòng nào? Cái phòng riêng không chưa? Hồi trưa ở Sài Gòn. Bây giờ về đây là tôi tạm mới về đây có một năm thôi. Và tôi chuẩn bị hôn là tôi cộng tác với anh. Dạ. Đây. Dạ. Anh còn nghĩ không phải anh nữa. Em có gì mà anh muốn nhắn nhủ lại với những bạn đạo tới sau, những người mới tới, những người còn chưa chắc và tin tưởng có biết định thì cho anh chia sẻ những cái lời giống như là nhắn nhủ là. Dạ, dạ. Tôi cũng xin nhắn nhủ mấy anh chị, mấy chú, mấy cô bác, nếu theo cậu Tám thì phải tin, tin thật sự, hành cho nó đúng, giúp tất cả mọi người. Theo tôi nhận định, tôi đã nghiên cứu rất là nhiều môn phái, vừa khoa học kinh doanh là chỉ tôi thấy chỉ có đường lối này là không có đường lối nào để giải thoát được. Chính là thời này là thời mà pháp này, không có phương pháp nào bằng cái phương pháp vô vi này đó. Bây giờ nên nghiên cứu hết tất cả các pháp. Đúng. Anh kể sơ sơ tất cả những bệnh đang nghiên cứu rồi mà anh thấy vô vi là hay hơn không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói về chiến công của quốc về thở là tử trang, tử đạo, tử Phật, các tôn giáo luôn, các loại tôn giáo đó, các loại tôn giáo thì chúng ta nghiên cứu hết các hạng như về khí, về vật, về âm dương, chiến công, về dân dân và dân dân đó. Rồi các môn phái của thực hiện định tôi chỉ còn có cách là của thầy tổ của cậu Tám, nó như là cậu Tám thì tôi quen với cậu Tám rồi. Anh có nghiên cứu luôn nhân điện luôn không? Luôn, luôn tôi là... bạn tôi toàn là phải đi bác sĩ học nhân điện về cũng phải tôi dạy lại cái pháp luân thường chuyển. Tôi khẳng định. Dạ, cảm ơn anh là một nhân chứng thiệt là có nhiều kiến thức và có nhiều kinh nghiệm, thành ra nghe những lời mà viết pháp của anh đó thì chắc người ta sẽ có thêm lòng tin. Anh cần gì nói tiếp nữa, chỉ nhắc lời đó, có gì nhắc được. Thì nói cái nào nó cũng có hay, dân điện cũng hay, cái dân điện nhưng chẳng qua thì cũng giống như cậu thôi. Cậu hướng dẫn rồi, rõ ràng rồi. Vì tôi đọc tới mà cậu Tư ngày xưa theo cái tôn giáo nào, cái phường phái nào đó kìa. Cậu Tư ngày xưa đó, tôi xin nói một chút xíu nha. Cậu Tư là ông Tư đó không? Đó, ông là trường phái lâm đế. À, tôi nói một dẫn trường sư Trung Quốc nổi tiếng đã vào Việt Nam. Cậu Tư để là ông Tám đó, à ông Tư đó, xin lỗi nha. Ông Tư đó, ông là cái trường phái của Lâm Thế đó, và trường Lâm Thế nổi tiếng Trung Quốc hiện tại bây giờ đến giờ để tôi biết là như thế. Rồi tới
8 thì hình như tôi thấy cậu 8 có sửa đổi một tí để cho nó phù hợp. Mà cái đường lối cậu 8 đi theo tôi nhận định là theo đường lối của Thích Gia Nam Mục Tùng. Ông giáo chủ Mục Tùng đó giải tất cả những cái bằng đạo, tất cả về tự tôn tự tính, không có đồng ý quá gì hết, quá không có phương pháp được tuyệt vời đó. Cái tên của cái ông mà để giờ giáo chủ không tin học đó, mà nói là thầy thầy tám dạng giống giống ông đó đó. Cái đường lối. Ông dạng đặt là cái lời cái tên ông đó. Thích Gia Nam Mục Tùng. Thích Gia Nam Mục Tùng. Krishna Mục Tùng đó mà. Mục Tùng. Đó cái chút xíu có phải là vậy không? Phải là vậy đó. Ông đó. Đó ông đã dạy con học. Đó. Thì cái đường lối của cậu tám là như đó là quá tuyệt vời. Anh cần gì để giáo dục không? Thì xong rồi mình đến mà ra đây. Dạ. Mà như thế anh sẽ cái tay tôi thấy như nè. Tại vì đó họ mà không có tin. Chứ đến mình á, mình chỉ cần cắt ngón tay ba ngón này thôi. Hai cái thì không cần cắt thì mình thấy anh là người đặc biệt. Anh thấy cái tay đang làm như vậy. Bởi vì tại sao mình đến không thấy? Tại sao bởi vì? Nè, ngón này không có nè, ngón này không có, để ngón không có nè. Hai cái rất là dài nè. Mình ra thành ra anh để hai ngón này đó, nó không có cản trở cái sự soi học của mình. Sau một cái còn ba ngón này thôi. Đúng rồi. Cần tính điểm hay có gì để dễ cái này ta nó phong thủy tại cái ngón luôn, nó ngắn hơn đây mình để cho nó bằng. Cho nó bằng. Cái là cũng phong thủy luôn đó hả? Chuyên gia dạy phong thủy mà. Vậy hả? Như vậy có nghĩa là thầy nói là mình phải qua từng giới, mà anh qua những cái giới này giới kia anh không có bị dướng, bị kẹt, tại gì? Bạn đạo quy vô trong âm nhạc cái dướng vô âm nhạc, vô trong âm chương dướng vô những vô trong chỗ chữa bệnh dướng như chữa bệnh, vô phong thủy thành phần không khí dướng gì đó, mà anh ấy vẫn làm nhưng mà anh không bị dướng, sai anh làm nhưng mà anh vẫn đi tiếp vì người ta chưa thật tế được. Dạ. Ta còn nghi ngờ bị dướng đúng đừng gọi làm thấy làm thơ sao cái mê quá làm hoài người ta nói anh đảo. Đảo. Dướng còn anh ấy thì cũng làm nhưng mà không bị dướng không một cái qua rồi biết rồi qua cái khác rồi cái mới xong nhưng cũng xong biết rồi gác qua làm tới cuộc sống. Dạ. Mình cứ làm cứ kiếm sống. Dạ. Rồi nhưng mình phải hành cái tiền tôi đúng. Dạ. Không cái nào thì khác ngoài cái này. Dạ các bạn anh. Nó cứ vậy với con cái kia ta chạy. Dạ. Tại lung tung chạy riết là giống như tôi đã nói với chị bỏ mấy 2 tiết 25 năm. Thì thôi 25 năm mà ít nhất bây giờ đã có kết quả còn hơn là không 25 năm mà đứng yên một chỗ. Mà là nhờ mình và bạn ngã và bên phải bên trái. Nhờ cái chỗ đó tôi mới. Cho nên mình nói là cái đó tiếng thì tiếc mà mình không có tham. Thì nó chỉ là một cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Rồi mình rút kinh nghiệm đó, cho nên cứ sao mình làm, mình thiền thì là vững chắc hơn. Giống như ta chạy ngang của anh Thanh nè, xe chạy tuốt lúa á, thì chạy tuốt rồi. Qua tới hai lúa, biết chạy lố rồi, thì rút kinh nghiệm bữa nay, hỏi ông cho kỹ. Khi tới hai lúa, đâu lố lại chưa, ông nói lố 500 thước, bữa nay mình làm lại đàng hoàng, bữa nay không có cả lố nữa. Rồi, vậy là đủ rồi ha, cảm ơn anh rất nhiều.